cây bị thối thân xì mũ. Nếu như vườn của các bác đang gặp tình trạng trên thì hãy theo dõi video ngay sau đây nhé. Cây bị thối thân, xì mũ, đặc biệt ở các điểm cắt cành. Vậy nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân chính khiến cây bị nứt thân, xì mũ là do sự tác động của nấm Phytophthora. Tình trạng đất trồng đã có tiền sử về bệnh ở rễ. Khi nấm khuẩn tấn công làm thối rễ theo mạch dẫn gây hại cắt bộ phận của cây. Nguyên nhân thứ hai mà hầu như các bác thường chủ quan và không để ý, đó là do cắt cành sai kỹ thuật hoặc do dụng cụ cắt tỉa cành bị nhiễm khuẩn trước đó, vô tình trở thành que cấy bệnh cho vườn. Vậy khi cây bị thối thân, xì mũ phải làm sao? Các bác thực hiện như sau. Đầu tiên cạo bỏ phần vỏ bị hoại tử, thối nhũng. Sau đó các bác pha sản phẩm vôi sữa kết hợp với Pseudomonas theo tỷ lệ 2:1, tương đương với 1 lít Pseudomonas cộng với 500ml vôi sữa. Dùng dung dịch vừa pha quét trực tiếp lên phần cạo vỏ trước đó. Các bác thực hiện 2-3 lần, cách nhau 3-5 ngày. Vừa rồi, tôi đã hướng dẫn các bác về việc xử lý bệnh thối thân xì mũ. Để được tư vấn thêm thì các bác chúng ta vui lòng liên hệ tới số Zalo 0963 970 770 hoặc truy cập vào website thuykimsinh.com để tìm hiểu thêm các sản phẩm tương tự. Xin chào và hẹn gặp lại!